Ngày đó khi ngọn thủy triều nô nức sục sôi là gì? Ngọn thủy triều này không phải là nô nức sục sôi mà nấu nước không hoặc là gì, đó là những cái hạt nhân tên lửa từ ở dưới đáy biển mà nó đưa lên đó quý vị. Thì đây là những cái việc mà sau này đó khi mà Âu Á lung tung nhuộm máu đào là chứng minh cho chúng ta biết vào cái thời điểm này nó sẽ đi tới. Con người mình sẽ chịu những cái cảnh khổ và những cái việc tai ách mà luôn tới, không phải là nói là giặc giả không đâu nha, mà đi tới cái giai đoạn là tam thế chiến này nó sẽ đi tới là cuối cùng của con người của mình đó, nó sẽ xảy ra. Mà cái xảy ra này đó, bởi vì ngày xưa tới bây giờ đó, có một cái vị đó hỏi thầy vậy đó, sau này mà khi đệ nhị và đệ nhất thế chiến đã qua rồi, sau này cái đệ tam thế chiến có hay không? Thì thầy cũng cho biết là sau này nó sẽ khởi lên là cái đệ tam thế chiến là có, nhưng đầu tiên ở Trung Đông nó sẽ khởi đầu trước. Thì quý vị mình thấy rõ là Âu Á lung tung là ở đâu, từ Trung Đông cho tới Á Châu. Thì hiện tại bây giờ đó, đất nước Việt Nam của chúng ta đó, thấy rõ ràng trước mắt đó, mình nhìn trở về nước ngoài thì mình thấy là thứ nhất là tất cả những cái việc mà gây hấn ở ngoài vùng là từ ở châu Âu và châu Á, ở châu Phi đó quý vị, mình thấy trước mắt rồi đó. Mà thầy nói rõ mà, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, rõ ràng chưa? Nam bang cảnh khổ cũng kề bên tay. Thì ở đây đó, không phải là riêng về những cái chuyện cái việc mà tàn phá của những cái việc mà đấu tranh qua cái giặc giả, mà luôn tới cả những cái tai ách của mùa màng, những cái việc mà nước lũ nghe quý vị. Và sau này chúng ta sẽ chịu cái cảnh là sau này nó đi tới mức độ đó là sơn băng thủy kiệt quý vị. Mà thầy nói rõ mà, trước mắt là thầy nói là sao đến chừng đó sơn băng thủy kiệt, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Như vậy thì tất cả bà con mình thấy rõ những cái câu giảng mà thầy đã viết ra rồi, thì chúng ta chứng minh những cái việc mà đã qua và mình nói cho bà con mình biết đó, đây là cái lời Phật đã nói rồi, thì chúng ta sẽ nhắc lại cho bà con mình biết. Ở đây đó là những cái việc mà cái cuộc chiến mà từ cái giai đoạn năm 45 cho đến khi mà cái thời kỳ mà qua cái thời kỳ mà đệ nhị thế chiến và đệ tam này nó sẽ đi tới nè, thấy không? Đầu tiên á thì hiện tại bây giờ đó, nói về vấn đề mà ông ba thì cho biết đó là đến cái mức độ mà vừa cái binh và cái bệnh nó sẽ đi tới. À, ông ba nói rõ rồi, giặc dậy lăn xăng giặc dậy, đánh nhau tầm bậy, rồi tầm bậy đánh nhau, hai nước nó lân cận ở bên, rồi đánh nhau, giặc nào ở đâu đánh đó, giận nghèo thấy khó giận nghèo, người thác bá bèo người thác, đâu tan nát đâu đâu, thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì hoàn toàn đó là Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Thì đất nước Việt Nam của chúng ta hiện giờ bây giờ nó còn im ắm, có nghĩa là nó sẽ chưa tới cái giai đoạn, thấy không? Cái thời kỳ đó mình nhìn thấy được ở ngoại quốc, mình nhìn thấy ngoại quốc, thì hôm nay đó chúng ta sẽ thấy được những cái trận chiến của tất cả các nước là châu Phi, ở ngoài châu Âu, rồi lần lần thế cuộc nó sẽ xây dần về Nam quý vị. Chắc không phải là không có, nhưng mà ở đây đó những cái việc gì á, cái việc gì đã có rồi á thì chúng ta nói, thấy không? Ở đây là mình chứng minh thấy rõ mà. Cũng như ngày xưa Đức Thầy cũng cho biết nè, trong cái giai đoạn mà ngồi khùng chí đối nhìn cuộc thế, thấy dân mang siêu thế mà thương, chẳng qua là Nam Việt du dương nên tai ách xảy ra thảm thiết, bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, thì thầy nói đâu có đó hết trơn rồi, thấy không? Đó. Mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc, thì sau này thầy chứng minh cho biết là đệ tam thế chiến này có một trận đói nữa, nhưng mà chưa biết giờ nào thôi. Đó. Thầy nói rõ là thảm cho trần nhà chống ruộng quang, tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, đạn tay dồn dập xóm làng còn chi. Đó. Thì thật ra sau này đó, đúng vào một cái thời điểm mà chúng ta sẽ bị
dây vào một cái cuộc mà khởi đầu cho đệ tam thế chiến này chúng ta sẽ gặp một lần thứ ba nữa chứ không phải không. Bởi vì ở trong cái đồ thơ của Đức Bổn Sư thì có kể rõ khi mà tất cả ở Trung Đông mà dậy lên rồi thì hoàn toàn đó là châu Á này sẽ chuẩn bị nó sẽ đi tới đó. Nhưng mà ở đây đó hiện tại bây giờ đó mình sẽ nhìn thấy được những cái cảnh tượng là đau khổ nhất là những cái nước lân cận của chúng ta hôm nay đó hoàn toàn là chịu những cái cảnh tai ách mà người ác mới gây ra những cái điều việc đó thì sẽ bị cái quả báo của thiên đình trừng phạt. Cũng như hiện tại bây giờ mình thấy trước mắt đó là Trung Quốc đó quý vị, là thấy rõ ràng đó là cái cảnh mà nào là màn trời chiếu đất, hay hoặc là những cái đất nước mà bị sụp đổ, những cái đất nước mà chiến tranh gây tạo ra mà chết cả mấy chục ngàn người đó quý vị, thấy rõ ràng đó là Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Mà chứng minh đó thầy nói rõ, mà thầy nói rõ cho mình biết là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê rõ ràng thấy không. Nhưng hôm nay đó chúng ta nhờ cái sự tu học này, nhờ cái giáo lý của thầy mà ban ra, chúng ta sẽ được ân huệ của ơn trên để chúng ta được hưởng những cái việc mà phước báo của Đức Phật và Đức Ngọc Hoàng ngày xưa ngài cũng cho biết đó, thì chúng ta sẽ chịu những cái khổ này đó nhờ ơn trên, xin để chúng ta được hưởng những cái phước báo. Nếu chúng ta mà không được Đức Phật mà sinh rồi cho mình để ha, năm 1136 thì chúng ta không còn ở ở tại mặt đất này nữa rồi. Đó thì trong một cái công cuộc mà Âu Á lung tung nhuộm máu đào này đó quý vị thấy rõ hiện tại bây giờ tất cả các nước thấy rung mình chưa, nào là chết với cái vấn đề mà giặc giã nè, nào là chết về Ukraine, rồi tới là Liên Xô hai bên đánh nhau mà nó dây dưa hoài mãi mãi, cái tuồng hát này nó chưa có kết thúc được, nó không kết thúc được. Vậy thầy nói tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tươm tất xử phân người cùng vật thưởng phong đó, rồi cho dương trần rõ lực thiên công có địa ngục thiên đường hai chẳng, chứ đừng có khi dễ Phật trời la nói mà không có, thấy không. Thì ở đây đó hoàn toàn những cái việc làm của chúng sanh đó gây tạo ra là như thế nào, là tại vì chúng ta sát giết với nhau bằng cách là tranh giành chiếm đoạt với nhau mới sanh ra cái trận chiến thôi, chứ thật ra đây là không phải ai mà xúi giục hết mà do nơi chúng sanh gây tạo ra hết. Bởi vì á những cái việc mà tranh đấu với nhau là lo do những người là tàn bạo mà gây nên không à, chứ không phải là ai đâu. Mà cái người tàn bạo đó thầy nói rõ là kẻ tà gian thì sao bị lửa thiêu đó. Cái chết của tất cả những người mà ra chiến trận rồi đó ha, là những cái vũ khí hạt nhân, những cái tên lửa nó bắn là sau này đó là hoàn toàn đó là tiêu diệt hết trơn, thì kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người bạo ngược thì không toàn tánh mạng quý vị. Thì tất cả những cái tai ách, những cái việc mà xảy đến ở trong cái công cuộc mà ngày xưa vào một cái mẫu chuyện mà thầy đã nhắc lại ở tại Châu Đốc đó, thầy có nói là sau này cái cuộc chiến thứ ba sẽ khởi lên đó. Thì mình nói sơ qua cái vấn đề là cái trước mắt đó vào cái thời điểm mà Pol Pot đó thì đi vào cái độ lộ văn giáo một lần rồi đó. Thì sau này tới cái giai đoạn thứ hai nữa thì nó sẽ đi thế thứ ba nữa, sẽ đi tới một cái cuộc chiến thứ ba này nữa có nữa chứ không phải không. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta sẽ chờ đợi vào một cái thời điểm cuối. Bởi vì trong cái cuộc xoay chuyển này đó thầy nói rõ mà, hiện tại bây giờ đó thì thầy đã cho biết ở trong cái quyển tư rồi, trời sáng ra thì kế lại thấy chưa, rồi năm cũ đó rồi qua năm mới, mới 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay đó. Như vậy thì hiện tại giờ thì lần lần nó sẽ xoay chuyển, và lần lần thế cuộc nó xoay dần về nam đó quý vị, nó không có lâu. Nhưng có một cái thôi, bây giờ tất cả bà con mình cái quan trọng nhất thì chúng ta nên cố gắng nghe lời Phật dạy, chúng ta nên phải cố gắng là trì hành những cái điều kiện đó, là làm tất cả những việc từ thiện, tránh những cái việc sát giết,
để chúng ta tránh những cái nghiệp, có nghĩa là chiến tranh, những cái việc tàn khốc của loài người tàn bạo gây nên. Mình làm việc lành thì có Phật và ơn trên sẽ che chở cho mình trong một cái giai đoạn cùng của một buổi hạ nguyên của đời mạt pháp này. Nó thì không có gì hơn là chúng ta gây tạo những cái thiện thì cái thiện nó sẽ đưa tới cho mình. Còn tất cả những cái việc mà gây những cái việc mà sát sanh hại vật, hoặc là làm những cái việc gì là nó quá mức ở trong cái cuộc sống của chúng ta thì sẽ bị cái quả báo, nhất là hoàn toàn là chiến tranh sụp đổ đó. Thì hôm nay đó, những cái mà cái câu mà thầy đã cho biết chúng ta chịu những cái cảnh, hoàn toàn chúng ta sẽ chịu những cái cảnh mà trả những cái nghiệp quả và những cái lực mà Ngọc Hoàng đã là xuống đây để mà cho chúng ta phải trả cái quả, là sau này là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ trả cái quả cuối cùng, đó là tới cái kỳ hội Long Hoa. Thì ở đây cái giai đoạn mà đầu tiên đó, thầy nói rõ cho mình biết đó, thứ nhất đó là ông ba nói rõ là sau này nó có một cái đợt mà thứ nhất là dịch, sau nữa là giặc đó mà nhâm dần á, thì đa bệnh đa binh đó quý vị, thấy không, nó có hết à. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó thì nên cố gắng, chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái việc nước ngoài thì trước mắt là mình thấy rồi đó, thì hoàn toàn đó là những cái nước lân cận với nhau cũng như là giặc dậy lăng xăng giặc dậy đánh nhau tầm bậy, rồi tầm bậy đánh nhau, có nghĩa là nước mình với mình đánh nhau, không giết sát với nhau, là nhồi da sáo thịt với nhau, gọi là cái bằng tàn sát, gọi là Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Thì tất cả bà con nghe được những cái câu giảng của thầy và ơn trên đã xây chuyển cho chúng ta biết được đây là một cái nhân quả của chúng sanh đó, gây tạo hôm nay thì hoàn toàn phải trả quả. Thì gắng cố gắng mình muốn vượt qua những cái tai ách này, thì lục khổ này đó là khổ thảm, khổ rồi tới thảm nữa đó nha, chiều mai sẽ đến. Có nghĩa là Đức Thầy cho biết ở trong cái giai đoạn này đó, ta bà khổ mà ta bà lắm khổ, cũng như là khổ thảm vậy đó quý vị. Cái khổ này thì nó còn đỡ, mà lắm khổ này nó còn dữ dội hơn nữa đó. Rồi đi tới cái mức độ nè, có thể là nói về đó là đến chừng đó sơn băng thủy kiệt đó, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, phải không? Những cái tai ách đó thì nó sẽ đưa tới con người mình đó, là hoàn toàn là nó đi tới mức độ là cơ tận diệt nó sẽ tới. Và cái hiện tượng đó chiều rồi nó sẽ tới mai, nó gấp rút trong vòng có 24 tiếng đồng hồ, mà những cái tai ách nó sẽ đưa tới gấp rút đó. Nào là nạn là nước lửa, nào là nạn là bão lụt, nào là sập nhà, nào là tất cả những cái việc mà tự nhiên là đất ở trên vùng của là ở trên cái chợ mới mình bây giờ nó muốn sụp là sụp. Thì bà con mình thấy rõ trong cái miền Tây đất Việt mình hiện tại bây giờ trên dưới là 10 cái chỗ để sụp đất và nhà cửa là hư hoại đó quý vị. Thì chứng minh thấy rõ đó, từ cái việc cái loài người cũng như con người của mình sống ở trên thế gian này nè, không kể cha kể mẹ nè, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, thầy nói rồi mà, nó sẽ xây diễn. Đó, gọi là nó là hiện tại bây giờ rồi đó, thầy nói là no chịu rồi lại đối mai nữa. Luôn tới cả Đức Thầy nói là dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Phải không? Nó không phải là đơn giản đâu. Mà chúng ta hiện tại bây giờ nó đi cho biết đó là cái khổ này đó, cái chiều này rồi nó sẽ tới cái ngày mai, nó sát một bên thôi. Nó gấp rút lắm chứ không phải là bữa nay đó, thầy nói là ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh thì ngày mai thảm sầu, như tự giờ vừa rồi chú cháu mình ngồi đây trong vòng tích tắc có chút xíu có những cái điềm lạ nó sẽ đưa tới. Phải không? Thì cái việc này đó, nó sẽ đưa tới lần tới con người của mình đó, bị những cái tai ách xây chuyển này rồi luôn tới cả là vận chuyển cho tới mức độ nè. Là trong cái đời hạ nguyên này mỗi vật mỗi mòn nè. Thấy không? Mòn sông, mòn biển lại còn mòn non, nó sẽ đi tới lần tới cái khổ này đó, là cái khổ này là chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê. Có nghĩa là hiện tại bây giờ đó, cái việc tu hành, những cái việc mà kinh kệ của Phật của thầy đã viết ra mà không chịu coi, có nghĩa là thỉnh giảng thỉnh kinh về thì bà con mình cứ để trên tủ, để đó vậy thôi, hoặc trưng trong tủ vậy thôi, cho đóng mạng nhện vậy thôi, chứ thật ra đó
nghe rồi thì cũng phủi rồi chứ không có phải là sửa. Thì hiện tại bây giờ đó cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến là sao, dân còn chiếu mến trần mê, có nghĩa là ở đây còn mê cái sắc nè, mê là tứ đổ tường nè, thấy không, tửu sắc tài khí, rồi nào là xe hơi nhà lầu, hoặc tất cả những cái việc dân 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 nó đều có hết, gọi là cái bằng sao dân còn chiếu mến trần mê. Ở trên thế gian này tất cả những cái gì cũng là nó là không giả hết, nhưng mà mình vẫn còn mê nó để nó hại cái bản thân của mình và linh hồn của mình, gọi là sao dân còn chiếu mến trần mê. Mà đặc biệt nhất là thầy chỉ vào cái điểm chủ yếu ở trong cái thế giới này, thầy chỉ là mắt nhìn ngoại quất thảm thê đó. Mắt nhìn ngoại quất thảm thê là như thế nào, bây giờ mình chứng minh trước là cái cảnh sát một bên ở châu Á mình thôi, khỏi cần nói đâu xa, ở Trung Quốc hiện tại bây giờ đó, nước nó tràn một cái là xe hơi đó, nhà lầu đó, bây giờ xe nó chạy ra, nó chảy ra y gan như ra Biển Đông cũng như củi vậy. Đó, mà mỗi một chiếc ở xe hơi mình ở đây bây giờ bỏ gì là cũng 300 400 triệu, có thể nói 1 2 tỷ bạc, mà cái này đó nó trôi ra y như củi luôn. Thầy mới nói rõ là mắt nhìn ngoại quất thảm thê, thấy không, nào là lên lầu đứng khóc nè, nào là tiền dục xuống nè, nào là ghen la, rồi nào là cầu cứu những nước ngoài để cho tị nạn trở về để cho sanh sống. Mà đặc biệt bà con mình thấy rõ đất nước Việt Nam mình đó là một cái đất nước có đầy đủ Phật thánh tiên ra đời. Như vậy thì bà con mình không chịu tu nữa còn chờ cái gì nữa, phải không? Đó, như vậy đó thì hiện tại bây giờ đó sao dân còn chiếu mến trần mê, nhìn lại kìa ở ngoại quốc kìa đó, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ, thầy nói rõ mà nghe, nếu không tu thì chừng khổ cũng ân, đừng có trách sao không chỉ bảo. Thầy nói nam bang cảnh khổ cũng kề bên tay đây nè, đất bắc sao quá ruộng sâu, tàu mang đến đó giăng câu đặt lờ, nó sẽ đi tới. Cái thứ hai nữa đó là cái cảnh là cái như là nước dưng nước nó ngập đó nghe, là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tay, nó sẽ dồn về nghe. Rồi từ miền Bắc qua tới miền Đông nè, đó là hiện tại bây giờ đó, khoa học nó chứng minh cho mình biết, ở trong từ ở Đồng Nai rồi từ ở miền Bình Dương rồi tới thành phố đó, mỗi một một năm như vậy nó sẽ thấp hơn cái nước biển mình một thước. Thì rõ ràng đó là chứng minh cho mình biết là hiện tại bây giờ đó nha, Sài Gòn Gia Định ai ngờ nước đâu mà lại lỡ bờ lướt cây là như vậy, nó sẽ dí vào cái miền Đông, nó đi tới miền Đông, thấy không, rồi bắt đầu tới qua tới miền Tây của mình. Đi tới mức độ là nó sẽ dí vào cái cõi trung ương này, mà thầy nói rõ là sau này đó cái cõi trung ương mình đó là thầy nói là luân chuyển phương Nam, mở hội thánh để chọn người trung hiếu. Thì hiện tại bây giờ nó đã đi vào cái khuôn khổ hiện tại bây giờ là lai gai đó, dùng bãi núi mình sạt lở lần lần rồi đó, để điềm báo ứng cho biết là con người của mình sẽ bị tiêu diệt ở trong cái thời kỳ mạt pháp này gấp rút chứ không bao giờ xa nữa đó. Rõ ràng là sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, rồi nam bang cảnh khổ này cũng kề bên tai, có nghĩa kề bên tai là đây sát bên, nó không có xa. Như vậy thì nào là sụp đất, nào là nhà cửa là tiêu điều, rồi nào là nước dâng nè, mà hiện tại bây giờ ở trên vùng bảy núi ở bển đó, hồi nào giờ có bao giờ mà nước nó ngập lên tới lưng quần không? Không có. Nhưng mà hiện tại giờ đó ơn trên sẽ vận chuyển, chư thần sắp đặt cho biết là cảnh báo cho chúng sanh biết đó, sao chân dân còn chiếu mến trần mê, không lo tu mà gặp giảng kinh thì trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy, mà thầy nói địa ngục cũng thì tại tâm làm quấy, về thiên đàng thì tâm ấy tạo ra, thấy không, do nơi mình không à. Thì hôm nay hoàn toàn là những cái cảnh tượng mà hiện ra đây để báo tin cho tất cả chúng sanh trong cái thời kỳ mạt pháp này biết, đây là Đức Phật và chư thần cảnh báo cho chúng ta biết, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, nếu không lập thân hội này thì trôi ra Biển Đông hết, cũng như những chiếc xe của Trung Quốc mà nó đưa ra Biển Đông vậy đó quý vị. Thì trong bốn cái câu giảng này Đức Phật chứng minh cho mình thấy đó là không khác nào đó, mình cắt lúa mà nó dí cù, có nghĩa là vòng 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 hết rồi đó, chỉ còn cái cù không à, thấy không, bao lứ ra thì gom gọn hết trơn á, thì cắt xong rồi đó không có cái con chuột nào mà chạy sức ra được, dầu có chạy ra ngoài được thì cũng có người ở ngoài người ta bắt người ta dí chân, mà chỉ có những cái người hiền đức á thì sau này đó được thảnh thơi thôi,
phải không? Đó, thầy nói rõ cho mình biết đó, trong cái thời kỳ mà trung ương nó cõi trung ương luân chuyển phương nam đó, nào là nước lửa, nào cũng năm chèo, nào là những cái việc mà hổ lang, rồi nào là ác thú, rồi tất cả dân dân, rồi lửa cháy, rồi nào là giặc giả tới. Nhưng cuối cùng rồi thầy nói rõ cho mình biết rồi, thân bần tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn, đến kỳ thi, đó là kỳ thi đó nghe, danh thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn, lúc đó mình người đầy đủ công đức và sẽ được đức thầy đưa rước về ngay chân cái điểm hội Long Hoa. Thì hôm nay tất cả những cái mẫu chuyện và những cái bốn cái câu giảng đó thì rút ráo lại, thầy khuyên tất cả chúng sanh, là khuyên tất cả ở thế giới cũng như trong và ngoài nước, chúng ta phải nên nhớ điều này. Những cái tai ách từ đây sắp đến đó, nó sẽ xây chuyển về từ châu Âu tới châu Phi, châu Mỹ tới châu Á. Lần lần thế cuộc thầy nói rõ là xây dần về Nam. Thì xin thưa toàn thể chú quý vị, ở trong bốn cái câu giảng này rốt ráo là chỉ có một cái là đức thầy cho biết đó, mình muốn vượt qua cái cảnh khổ này, muốn vượt qua những cái tai ách mà không có xuống địa ngục, mà không có bị hành hạ những cái cơn bệnh dịch, hoặc là những cái việc mà đói khổ, hoặc là những con ác thú, thì thầy nhắc nhở cho mình biết là Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ dậy thì gian ra, hay hoặc là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Như vậy thì hoàn toàn là lúc đó rồi, có văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thiền bát nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình, ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thì lúc đó chỉ có đức thầy cứu giúp mình thôi chứ không có ai hết. Thì hôm nay đó, những câu giảng vừa qua thì cũng xin là giải rõ cho bà con mình biết, nếu có những điều gì còn sơ sức, cũng mong toàn thể quý vị cao kiến bổ chính thêm. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì xin tiếp lời ông Tám, thầy cho biết là muốn cho thân vượt khỏi lề, cấm xào trì trí một bài lo tu, thì mong ông Tám chia sẻ cái cách tu hiện tại như thế nào sẽ thoát được những cái đại nạn đó. Dạ. Nó mai sau nó sẽ đến. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì đệ vừa hỏi qua đó, muốn cho thân vượt khỏi lề, cấm xào trì trí một bề lo tu đó. Cái thân vượt khỏi lề này nó có hai cách khỏi lề. Thí dụ như bây giờ đó, cái khỏi lề đó cũng như là cái lằn liên ở trong cái vùng mà cấm địa này đó, là nó đi vào một cái đặc biệt nhất đó. Cái lề này nó thuộc về cái ao tù của chúng sanh đó, trong cái thời kỳ mạt pháp này là cái ao tù này nó đi tới, là trong cái lề này nếu ai mà muốn ra khỏi cái lề này là phải như thế nào. Đức thầy cho biết, đức thầy nói rõ cho mình biết là cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng thì phải nhào kiếm sông. Mình phải ra khỏi cái lề này, là cái lề này là cái lề ngục tù. Cái lề này đó là ở trong này, cái lề này đó nó đi tới mức độ là nào là khổ thảm, nào là sụp đất, nào là lửa cháy, nào là nước lục nè, phải không? Cái lề khổ sở này đó là ta bà, gọi là tóm tắt lại gọi là ta bà khổ. Mà đức thầy cho biết là muốn vượt qua cái lề này khổ này thì chúng ta phải hành như thế nào mới vượt qua cái lề này được. Thì xin thưa toàn thể chư quý vị, cấm xào trì trí một bề lo tu. Tại sao mà đức thầy gọi là cấm xào trì trí? Thì ở đây cái chánh pháp của thầy ban ra trước nhất á, là thầy cho chúng ta biết đó, cái bài nguyện là nay con đã quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, thì làm hết tất cả các việc từ thiện của Đức Phật đã dạy đó. Phật làm, Đức Phật có bốn đại đức đó, Phật làm cách nào ta phải làm y theo cách ấy. Trong bốn đại đức là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả, thì Phật có đầy đủ hết. Thì hôm nay thí dụ Phật bố thí bằng cách là lấy cái không, thì chúng ta phải hành theo cái không. Còn cái đặc biệt nhất nữa đó, đức thầy cho biết là sớm chiều bình đẳng chớ lời, thường hành như vậy, nhớ lời thì đừng sai. Muốn vượt qua khỏi lề mà chiều làm biến cúng là không bao giờ vượt qua khỏi lề này được. Hay hoặc là muốn niệm Phật, muốn tu, phải không? À, không cần là sớm tối gì hết. Có nghĩa là cái câu niệm Phật này đó, là mình đó là đi đứng nằm ngồi ráng nghề niệm chớ quên, không có đợi gì thời khắc mới gọi là vượt qua khỏi lề được. Mà căn bản nhất đó, chúng ta muốn vượt qua cái lề chúng sanh mà chịu cái cảnh khổ này, là phải đặc biệt là không nên sát sanh.
Nếu chúng sanh còn sát sanh thì không bao giờ vượt qua cái cảnh giới của địa ngục này được. Mà muốn đi về cái cảnh giới của Phật thì chúng ta phải là diệt là tất cả những cái thập ác và tam nghiệp, chúng ta mới vượt lên cái cảnh là qua khỏi lề được. Bởi vì con cá mua, con cá này đó là con cá là to, mình là cái thân xác của con cá to nè. À, còn phải ở cái ao, mà cái ao này là ao gì? Ao ngục tù, ao này là cõi ta bà, là dơ quế, thấy không? Mà hôm nay đó mình muốn vượt qua cái lề này đó, là mình đầu tiên là mình phải hành, là thứ nhất là thầy dạy rõ ràng nè, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bực hiền, đó là vượt qua lề đó. Cái thứ hai nữa nè, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật cứu thế giúp đời, đó là cái điều kiện thứ hai vượt qua lề. Và cái đặc biệt nhất đó đó, Đức Thầy nói khi đã coi giảng, ta phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu, mình lầm lỗi thì phải rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây, là 8 điều răn cấm, mà điều thứ nhất thôi ha. Để nhắc qua điều thứ nhất là ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áp huyện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường, là đó là cái vượt qua cái lề của thứ ba. Cộng thêm một cái nữa đó, chúng ta sẽ hành trì theo cái pháp môn của thầy dạy đó, là sớm khuya bá tánh cần chuyên đó. Trong cái thời điểm đó đó, là nếu người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải tuân thủ theo lời thầy dạy, mình phải làm sao mà sớm với chiều thì mình phải cúng kiến và trì hành theo cái pháp môn tịnh độ, thì Đức Phật A Di Đà ngài mới cứu mình vượt qua cái lề khổ sở này. Mà Đức Thầy cho biết là cái khổ của thế gian này đó, ở trong cái cảnh khổ của thế gian này hiện tại bây giờ đó, tất cả những cái khổ nó sẽ dồn về đây trong cái thời kỳ gốt gáo này. Đức Thầy và Đức Phật cũng cho biết đó, nhân duyên hậu ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Nếu mình có sát giết hoặc mình làm những cái việc gì mà có thể là trong cái từ cái kiếp trước hoặc là nhiều tiền kiếp, hôm nay chúng ta muốn gỡ qua và vượt qua cái lề khổ sở này, cái ngục tù này, thì chúng ta sẽ nên cố gắng trì hành trong cái pháp môn của Đức Thầy đã dạy. Một là 8 điều răn cấm, hai nữa là phải trường trai giữ giới, ba nữa là chúng ta sớm phia bá tánh cần chiên. Nếu người hành đạo mà không cúng kiến, không khác nào nấu canh mà không có niêm bột ngọt, hiểu cái gì? Nói vậy thôi. Nếu mình niêm bột ngọt thì canh này nó vừa ngọt mà lại là nó vừa ăn. Mà có thể những người ta dùng vô, người ta vừa là khoái khẩu, có nghĩa là vừa ăn với người ta. Nó là đầy đủ. Nó đầy đủ ý nghĩa trong cái việc hành đạo, hiểu không? Còn mình á, nấu canh mà mình nói mang tiếng nấu canh mà không nêm muối, không nêm bột ngọt, thì hoàn toàn cái nồi canh này nó là cái nồi luộc chứ không phải là nồi canh. Là à, thì mình luộc ở đây là luộc, có nghĩa là cái nồi luộc này á, thì mình nói đúng ra nghe, nếu không tu thì từng chừng khổ cũng ân, đừng có trách sao không chỉ bảo, phải không? Đó. Hoặc là đó mới thấy có nơi địa ngục, kỳ xả tội nay, còn một lúc sau không tu đang có hưởng nhờ. Thì nấu canh á, thì mình phải biết cái cách nấu canh, thì cái tu này cũng vậy. Đó, thầy nói rõ ở đó, thầy nói là tu biết cách như đường biết đát, đường đát rành đằng giữa sa lon. Ai biết đường thì hãy sớm liệu toan. Để đến việc thì như người thất nghiệp, quý vị thấy rõ ràng ở Bình Dương mình thất nghiệp cái mấy chục ngàn người, người ta ngồi á, lơ thơ ở ngoài đường, nghe không? Cái người tu mà không có đạt, không có nấu canh mà không có niêm bột ngọt, như người thất nghiệp nó vậy đó. Dạ, bây giờ chúng ta vậy đó. Giờ kể về cái đường như cái đát cái. Ừ. Bây giờ giới trẻ nó không biết. Ừ, đây. Thì Đức Thầy cho biết á, quý vị mình nhớ như thế này, cũng nhắn gửi cùng tất cả mấy em trong cái giai đoạn này từ cái thời kỳ mà năm 1975 tới giờ, có thể mấy em nó chưa biết về vấn đề là đường đát đó. Thì ngày xưa ông bà của chúng ta đó sống cái cuộc sống nó bình dị lắm, có nghĩa là dùng những cái cây tre đó để mà đem về ra, rồi lựa những cây tre có thể là nó dao lóng á, rồi mới chẻ ra, rồi mới giót nhỏ cho nó đẹp, thiệt đẹp quá, mới vô mới đương ra cái rổ hoặc cái thúng hoặc là tất cả những cái đồ dùng ở trong cái gia đình. Thì Đức Thầy chứng minh cho mình biết là tu biết cách như đương rồi biết đát, phải không? Thì tại sao gọi là như đương rồi biết đát? Có nghĩa là khi mình muốn gầy một cái thúng thì trước hết là mình phải là lặn vô một cái mê, mà cái mê này đó là chúng ta chưa có tìm được giáo lý của thầy, gọi là mê nè, phải không? Mình là người mê, mà hiện tại thầy ban cái chánh pháp này ra, gọi là thầy đem cái
cái ý chỉ là thầy cho mình biết là mình mới có gầy cái mê thôi à, nhưng mà cái mê này nó chưa thành cái thúng được, thì bắt buộc nó thầy mới chỉ cho mình bằng cách là mình phải đát vô cái nang đát nó mới thành là một cái mê thúng được. Thì chúng ta hiện tại bây giờ đó, cái sự tu học của mình đó, thầy nói rõ cho mình biết thời kỳ ở chúng ta còn đang vào một cái thời kỳ là mê muội. Đức thầy mới thắp lên một cái ngọn đuốc gọi là khai ngọn đuốc từ bi thí chí thiện tìm con lành dắt lại Phật đường. Đó là cái ngọn đuốc đó đó, là thầy chỉ cho mình là cái đó là đát, cái nang đát nó nhỏ xíu à, mà mình đát vô đó ha, nếu mà mình để mà lơ mơ đó là nó lỗi lông hai đó, là không phải đát. Bởi vì đưa bị gì đát ở đây đó là cái nang đát nó vô một cây mà nang đương thôi, có nghĩa là nó thành được cái mê của thúng. Thì lúc đó đó, khi mình nghe được cái chánh pháp của thầy rồi đó, thì lúc đó là thầy mới dạy cho mình biết là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thì lúc đó là mình biết đát rồi. Nhưng mà đặc biệt có một cái đó là mình phải lận làm sao mà được cái thúng, cái mê đó nó trở thành một cái thúng nữa. Khi mình làm một cái mê thúng xong rồi và đát rồi hết trơn đó, là mình phải dốt một cái dành thúng cho đặc biệt, lấy tre cho thiệt là dẻo, dốt một cái dành thúng rồi đó mình mới đào một cái lỗ, mình mới nặn nó xuống rồi mới úp vô đó, mình mới quay lại và đưa dây chì vô ngoài lại mới thành được cái thúng. Thì ở đây đó, Đức thầy nói tu biết cách như đương rồi biết đát, đương đát rành đặng dựa xe lon. Thì ở đây thầy chứng minh cho mình biết đó, cái sự tu của mình hiện tại bây giờ đó, bước vào con đường tu đó, thầy nói rõ cho mình biết, thứ nhất là phải gìn giới cấm sửa tâm ô tạp. Cái gìn giới cấm này là như thế nào? Có nghĩa là khi thầy ban cái chánh pháp này ra thì thầy gom hết tất cả 200 năm cái giới cấm này trở thành một cái giới cấm, đặc biệt là 8 điều răn cấm, là mình phải hành. Đó, mình phải hành và phải sửa và nghe lời tuân thủ của thầy, lời thầy dạy nè. Đầu tiên là phải chay giới. Nếu người tu hành mà không đạt chay giới thì không đi tới đâu hết. Cũng như không khác nào nãy chú nói là nấu canh mà không có nêm bột ngọt với muối gì đó. Thì ở đây các Đức thầy chứng minh cho mình thấy, nếu mình biết đương thì mình phải biết đát. Cái thợ đương á, người ta không biết đương mà không có biết đát thì nó không thành cái thúng. Mà cái miếng, cái mê này đó, cái miếng thúng mà mình đương ra đó, mình dục ra ngoài mà mình không có đương ra đó, mình không có úp vô để mình lận lên thành cái thúng, là gọi là cái gì? Người ta gọi là cái mê, chứ nó đâu phải là cái thúng đâu. Đúng rồi. Phải không? Thường thường ta nói cái mê thúng, ta dục ra. Thì ở đây đó, mình tu mà mình không biết gì hết thì gọi là mê. Và thầy nói mê với tỉnh nhận ra là lý, coi tại sao ta phải tu hành. Cái người hành đạo bây giờ nói ôi tôi ăn tương không mà tôi không cần tấu cúng cũng không được đó. Thì cái đó là chưa có niêm đường đó. Ăn tương mà mình không có cúng là mình không có niêm được đường, nó không ngọt, phải không? Nó, người ta nói tôi ăn tương không mà tôi hỏi cúng giờ tôi cũng thành Phật nữa. Xin thưa bà con, không có thành được, là tại vì cái đó nó còn mê, phải không? Nó, ăn chay này có nghĩa là giữ cái sát giới thôi, chứ thật ra nó chưa đi tới đâu hết. Mà mình phải cầu nguyện sớm chiều và trì hành tịnh độ mới gọi là tu biết cách như đương biết đát. Mà thầy nói là đương đát rành đặng dựa xe lon. Nếu cái người thợ thúng mà người ta đương, người ta đát rành rồi đó, là đem cái thúng ra rồi ra ngoài chợ ngồi là bán, là cái thúng này lấy tiền từ giá là mấy chục ngàn, 100 ngàn, đó gọi là đi vào cái mức độ thi cử được đó. Thì thầy đó sử dụng được, bởi vì ở đây đó thầy nói là tất cả đệ tử của thầy là hiện tại bây giờ đó, những cái đồ mà vật dụng á, những cái đồ phế liệu đó thầy gom về để nấu lại cái thành cái đồ hữu dụng hết. Thì vào cái thời điểm đó đó, xài được, đưa ra chợ mà xài được rồi đó, là lúc đó là thầy, Đức thầy chứng minh cho mình biết là người tu như thể bá tòng, ai ai cũng mến, cũng trông, cũng nhìn hết. Thì lúc đó là mình là người đã biết đát và biết đường hết. Thì xin thưa toàn thể chứ quý vị, đây là một đệ. À, hiện tại bây giờ ở trong cái thời gian mà đệ đó là đi sai lầm qua một cái giai đoạn là đệ không có nghe lời cha mẹ nghe, chơi bời hút sách, nó có là nằm trong tứ đổ tường, mà thầy nói rõ là tứ đổ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc. Chẳng những mình là nhơ nhuốc mà lại còn làm cho điếm dục tổ đường đó quý vị. Thì hôm nay đó, xin thưa cùng toàn thể chư quý vị,
Đây là đệ Phú đã biết được những cái việc mà lầm lỗi thì hôm nay đó là cải sửa, và tâm tánh của đệ không có còn chơi bời như ngày xưa, và cái việc hút sách rượu trà không còn nữa, và cũng theo những cái việc từ thiện cũng như nào là chặt thuốc phơi thuốc và tất cả những cái việc mà đạo đức thì đệ thường hay ngồi nghe, và từ từ đệ sẽ hứa là phải quyết tâm lo trì cha giữ giới để tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn và gặp Phật gặp thầy. Đây là đệ Phú ở tại ấp 3 mình nói vậy. Là thì kính thưa ông Tám, bây giờ như huynh Phú vậy đó, bây giờ quầy đầu ăn năn tu còn kịp không Tám? Và thầy cho biết là ai mà xét đến ăn năn đó quầy đầu ứng thiện bằng tăng giúp giùm ông Tám chia sẻ. Dạ đúng rồi, thì ở trong cái việc mà đức thầy nói rõ cho mình biết đó, đức thầy nói chữ tự hối nào đâu có lạ, phải không? Thầy nói là không có lạ, tự hối là không có lạ, có nghĩa là cải hối đó là ăn năn cải sửa tâm lành. Ngày xưa đó đệ có làm những cái điều gì mà nó quá mức độ, cũng như là làm cho cha mẹ buồn phiền, hoặc là nghinh ngang với xóm ghiền, hoặc là làm những cái việc đó đó là nó xáo trộn ở trong cái xóm ghiền, thì hôm nay đó chữ tự hối rõ ràng là nào đâu có lạ, phải không? Là ăn năn cải sửa tâm lành, Phật chẳng qua dụng chữ tính thời thành chứ nào dụng hương đăng trà quả. Như vậy thì một ngày tu cũng là được đức thầy chứng đó, không phải là nói là lâu, phải không? Bởi vì ở đây đó đệ hiện tại bây giờ đó, đệ ngày xưa đó đệ ở trong kinh ở trong á, hồ mỗi lần tắm thì phóng xuống nước rất dịch, nước ao hồ nó dơ bẩn lắm đó, thì nó còn dính bùn dính đất. Khi hôm nay biết được chánh pháp của thầy, không khác nào đệ đã ra cái sông cái mình là nước trong vắt, mà cộng thêm có một cái bọc là ba cái xà bông mà bịch của mình nó ra đó, thì đấy nó tuột bàn chải đồ đương cái một rồi là bắt đầu đất cát bụi bặm gì nó không còn nữa. Thì hôm nay cái sự tu này hiện tại là một ngày cũng vẫn là Phật cũng chứng, mà hai ngày cũng chứng, mà có những người người ta tu lâu mà chẳng lao chùi đó, còn thua những kẻ mới vào đường tu. Thì có biết đâu những người có thể là một hai chục năm mà còn thua đệ là mới phát tâm tu hành và bỏ hẳn những cái thất hối thật xấu. Bởi vì thầy đã cho biết là đệ đã ngộ được cái thứ nhất, khi đã coi giảng ta phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu đó, mình lầm lỗi thì phải rứt bỏ, phải không, và giữ những điều răn cấm sau đây. Nhưng hồi xưa tới bây giờ không có ai mà kêu đệ này đọc một bài giảng mà một câu giảng nào hết, nhưng hôm nay vẫn đọc giảng và là cho bà con người ta nghe được, thì đây là một cái điều là hối ngộ, mà thầy nói chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành đó. Thì xin thưa toàn thể chứ quý vị, thì một chuyện nhân quả và cuộc trò chuyện bên đạo thì hôm nay đó là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn và cầu chúc cho toàn thể chư quý vị tu hành tinh tấn và được diện kiến đức thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Trình bày thì cũng kính mong toàn thể quý vị cao kiến mà có nghe được, mà có thiếu sót điều gì thì cũng xin tất cả bà con mình bổ chính thêm. Tôi cũng thành thật cảm ơn. Xin thưa quý vị, đệ vừa hỏi qua là cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến. Tại sao mà gọi là cảnh thảm khổ chiều mai? Chiều mai là như thế nào mà nó sẽ đến, là sẽ đến như sao? Đó, bởi vì ở đây đó, trong cái việc mà Đức Phật đã cho biết trước, chúng sanh trong cái thời kỳ mạt pháp này, trong cái thời kỳ cùng cuối của cái đời mạt hạ này, là cõi gọi là cõi là hạ nguyên hạ đó quý vị. Thì bà con mình thấy trước mắt đó, cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến, có nghĩa là cái buổi chiều là cái hoàng hôn ha, rồi nó sẽ đi tới vấn đề đó là cái bình minh, có nghĩa là chiều nay rồi tới ngày mai tới liền, mà nó kế cận chỉ trong vòng có 24 tiếng đồng hồ thôi quý vị. Mà Đức Thầy chứng minh cho biết là cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê. Bây giờ đó mình thấy trước mắt là hiện tại bây giờ nè, cái sự đói khổ nó sẽ đi tới. Và cái việc mà mình nói đơn giản nhất đó là ở những cái việc mà dùng biển hiện tại bây giờ đó, những cái cơn bão đầu năm tới bây giờ đó, bà con mình thấy trước mắt đó là nó đã đi tới mức độ là cơn bão số 1, số 2, số 3 và đi tới. Hiện tại bây giờ còn hai cơn bão ở tại ngay chân Biển Đông, và số 5 và số 6 nó sẽ thịnh hành
hành là quyết định đó là nó hình thành trong một cái là cơn bão lớn ở trong một cái biển đông. Thì ở với bà con mình thấy đó, cái việc khổ thảm, cái khổ thảm này đó là chứng minh cho mình thấy đó, nào là giông bão nè, nào là mùa màng nè, đó, nào là nạn nước nè, rồi luôn tới cả đó, đến chừng đó sơn băng thủy kiệt. Mà cái sơn băng này đó quý vị, cái sơn băng này á, có nhiều người á, bà con người ta nó nghĩ là cái sơn băng này là núi nó bay, núi nổ, nhưng thật ra sơn băng này đó quý vị, hiện tại ở trên đó là cái vùng đó là băng tuyết đó, nó không có còn bình thường như ngày xưa nữa, mà mỗi một ngày nó sẽ chảy ra những cái tảng băng, là ra cái Đại Tây Dương, có nghĩa là con người của mình đó. Hiện tại trong cái thời kỳ này đó, nước nó không có còn như ngày xưa bốn mùa tám tiết như ngày xưa nữa. Thì hiện tại bây giờ đó, trong cái thời kỳ này thầy nói rõ là mùa màng đó nó không phải đi vào một cái điều kiện mà nó đúng vào bốn mùa tám tiết nữa, mà cảnh khổ thảm này nó sẽ đi tới. Cái cảnh khổ thảm đi tới này là như thế nào? Nào á là đi tới vấn đề là mùa màng thất bát nè. Mà Đức Thầy chứng minh cho mình thấy là bước qua cái năm mèo này đó, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng đao binh, thấy không? Kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng dình dạng ai. Như vậy thì ở đây đó, cái cảnh khổ thảm này đó, nó không phải là riêng về nạn đói, mà riêng về cái vấn đề một là mình sẽ chứng minh thấy đó, cái điều kiện thứ nhất, con giết mẹ. Tám ơi, Tám, bây giờ ngưng lại một xíu nè. Bây giờ đi với đại ra đây nhìn mặt trời nè, bây giờ nó lạ lắm. Ok. Ừ. Okay. Đứng dậy. Có. Ở đâu? Đứng dậy, đứng dậy. Đi. Chào mình đây nè. Yeah. Thì cũng thưa quý vị, có một cái hiện tượng lạ là mấy chú cháu đang quay mà nó xuất hiện luôn quý vị. Ừ. Đây. Đó. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Và đây là một cái dần hào quang rất là lớn nha quý vị. Đó. Đây là dần hào quang đó. Ngũ hào quang đó, rõ ràng đó là dần mây lành, ngũ sắc hào quang đó nghe quý vị. Ở đây là một cái hiện tượng rất là lạ vào cái ngày đặc biệt đó là ngày 22 tháng 7. Tất cả bà con mình thấy đó, đó là những cái việc mà trên trời nha, mình không có nói là đồn đãi đó. Đó, quý vị mình thấy rõ nha, những cái điềm lạ đó. Mà bây giờ không có mưa. Trời rất là trong sáng nha quý vị, nhưng mà có một cái điềm rất là lạ đó. À, thấy chưa? Ở chính giữa thì bà con mình thấy rõ ràng nha. Chính giữa đó là một dàn mây đen, ở ngoài là nguyên một cái vùng đó là trong thanh nhất. Thấy không? Đó, vậy thấy rõ đó. Đây là một cái điềm báo là rất là lạ lùng cho bà con mình thấy rõ trong cái ngày 22 tháng 7 nha quý vị. Đó, đây. Này, cái này đâu phải cắt ghép vô không? Này. Không, cái này là sự thật nha. Là rất là nhiều bà con mình thấy nha. Ở đây đó. Thấy không? Đó. Có biết đâu là những cái điềm mà dần mây lành ngũ sắc hào quang. Mà bây giờ trời không có mưa đó. Không mưa. Rất là trong sáng nha. Đó. Ở trong cái lồng đen á. Thì ở trong là nguyên cái lồng ở trong là đen ha. Còn ở ngoài là sáng ánh đó. Sáng ánh luôn đó. Ngộ không? Đó, thì bà con mình thấy nghe, để sau này bà con mình thấy được những cái clip của Văn Hiếu gọi là cư sĩ cảnh giới đó, bà con mình nhìn kỹ để coi nghe quý vị. Ở ngoài thì trong gieo à. Đó, đây bà con ta chứng kiến nè quý vị đó, đâu phải cắt ghép nghe được đó không? Dễ gì, cắt ghép gì đâu. Đó. Đó, thì thôi. Chú Tám là lúc giờ sống mấy chục năm đời, bây giờ thấy hiện tượng nào không? Dạ không. Ai đâu thấy cái này. Từ đó tới giờ là chưa có thấy chứng kiến cái cảnh này nha. Thấy chứ không có thấy này. Thì ngày xưa chỉ có những cái điều kiện là ngày xưa tôi có coi ở vào cái việc mà sự tích Phật Thích Ca, thì chỉ có ở trên đó là sau lưng của Đức Phật là có một cái hào quang chiếu thôi. Nhưng mà bây giờ mình thấy rõ ràng là trên trời có xuất hiện một cái dần hào quang đó. Thì ở đây đó. Phải không? Nó bê qua tới đây nè. Nó đi vòng tới đây nè. Rất là lạ nha. Nó đen thì lùi hết ở ngoài mà nó trong xanh nè. Thì gan là hiện tượng nhật thực kia vậy. Đúng rồi. Nó trong xanh nè.
Còn ở trong thì nó sao lại đen. Quay lên thấy không? Thấy lên tới trên không? Bình thường nữa. Ê. Ê.